cuộc đời. Nụ cười vẫn còn sáng tươi như mùa xuân, lời Bác năm xưa như vang vọng nơi đây. Người cao chí cao tinh thần càng hăng say, vì một ngày mai đất nước thêm đẹp giàu, trên thành phố càng hải phòng bao mến yêu. Người cao tuổi lễ chân tân thương sáng rạng ngời, những cây cao bóng cả che chở cho đời sau. Người cao tuổi hôm nay nêu gương sáng tâm hồn, cho đời sau còn mãi vang tiếng hát ngày mai. Tươi như mùa xuân, lời Bác năm xưa như vang vọng nơi đây. Người cao chí cao tinh thần càng hăng say, vì một ngày mai đất nước thêm đẹp giàu, trên thành phố càng hải phòng bao mến yêu. Người cao tuổi lễ chân tân cương sáng rạng ngời, những cây cao bóng cả che chở cho đời sau. Người cao tuổi hôm nay liệu hương sáng quận ủy, ủy ban nhân dân quận Lê Chân và câu lạc bộ dân vụ người cao tuổi quận Lê Chân thể hiện gồm các ca khúc: một, bài ca Người cao tuổi Việt Nam sáng tác Bá Đạt biểu diễn tốp ca nam nữ và nhóm múa; hai, Gửi em chiếc nón bài thơ sáng tác Lê Việt Hoàng biểu diễn đơn ca nam Trần Quốc Khánh; ba, Gặp gỡ đồng đội sáng tác Ngọc Khuê biểu diễn tốt ca nam; múa Về miền Hoa Bạc sáng tác Huy Thông tốt nữ thể hiện; năm, Hành khúc Người cao tuổi sáng tác nhạc sĩ Mai Thi biểu diễn câu lạc bộ dân vũ người cao tuổi quận Lê Chân. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe.
Thank you.
lạc cán bộ hưu trí quận ủy, ủy ban nhân dân quận và câu lạc bộ dân vũ người cao tuổi quận đã tham gia biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội. Chúc các cô, các bác, các anh, các chị luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc phong trào văn hóa văn nghệ của quận ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn.